Ơi, lên xe bò nha. Gần không? Gần một cây số á. Đợi đi đi. Rồi, xe bò mà nó chạy như xe hơi vậy trời. Nhanh đi. Cái cảnh ở đây của con. Đâu có. Cái này là Cam Bình nè. Cam Bình. À, gì cô nè. Cô nè. Cái bãi của bãi nó đẹp anh. Giờ đi nuôi đông vui đi chơi đâu. Cái bãi nào mà không có tốn tiền. Cái đó. Cộng đồng đó, đi bãi cộng đồng. Cộng đồng không có tiền đúng không? Cộng đồng rồi. Có cái sàn ở không? Có chứ. À, cái đó bao nhiêu phòng? Dạ, cô xe. Ngon. Chơi đâu hả? Tấn à? Dạ, một tấn vậy, một tấn á.
chở lên bao nhiêu tiền chở anh? Dạ chở lên về lên 50 ngàn. Trời ơi, hồi trước cái bùi này nặng ai chiên rồi nặng múa này là tươi luôn á. Ừ. Dạ tươi luôn á, bên này chờ này bán vào luôn chứ làm từ chỗ luôn phải không? Dạ chờ bữa đang chờ tới hai chỗ rồi. Đồng. Xe máy cài quá trời luôn kìa, 3, 4, 5, 6 chiếc luôn. Dạ, nó xe đua. Ờ. Hồi trước cái nhà vòng cái người nặng lắm. Ra đây không phải khá hơn. Có trực nhất. Mấy bộ kia là bàn bè. Giờ có chú án đó là có bàn ghế này kia dính mình ăn đàn bàn. À. Có chỗ mua đồ ăn đó. Rồi. 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 Đưa tiền luôn anh, đổ quay lại anh nè. Còn coi đi, thôi em chờ về lại đó. Ờ, chờ lại đưa đúng không? Anh đưa số cho, đưa số đi. Anh đưa. Đó. Thôi, em cho cái số đi. Giờ làm gì vậy? Anh đưa cái số điện thoại chứ. Mình vô chơi rồi ăn uống gì đó rồi, quay về qua điện em. Ủa, muốn chơi đây đi chứ. Ờ, chơi thì mất máy gì đâu mà. Đóng mà. Anh đưa cái số đó. 8 tuổi à? Con 378 em bấm của em rồi đi về rồi. Đây. Chí Huy Bi ngồi lại nha. Đó, đi đâu hả? Chí Huy Bi đứng kìa. Đứng đâu? Đi ngồi ở đâu? Đi coi, kêu thôi, đi coi đi. Đi chợ đi hả? Biết vậy thôi chứ không, ở đây đông quá. Đâu cũng bán hả? Rồi, quá lớn luôn ha. Ồ, cái chợ hải sản này quá to luôn.
lần kia ba mình chạy xuống, chạy xa hơn, rồi mình chạy xa đến đây xuống. Đâu biết thôi, bây giờ mình đi biết nhiều chuyện. Xe bò. Thật ra con bò ở đâu có thấy màu đâu. Đâu mà nó liếc liếc em luôn. Ở đâu có thấy màu đâu, thấy bóng nữa à. Ôi chị ba nói chứ, con bò nó thấy màu áo màu đỏ nó liếc liếc mày kìa. Hỏi người ta bình thường rất là khô, rất khô luôn. Hỏi đi Cần Giờ. Cái đồ hả? Cái này vùng 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 là ok. Dạ, 1.2 ngàn một bạc. Lên Châu Đốc á. Trời ơi, khô gì nữa. Không có một con ruồi luôn. Ghê thiệt. Có một ốc nè. Đây đã bán đồ chín luôn nè. Hết rồi đó, tới đây là hết rồi đó. Xe lên đây xong đi xe bò xuống. Xe tới đây xe bò xuống. Vừa đi vừa đá vậy. Bò vừa đi vừa đá vậy. Con chở mà vừa đi vừa đá. Đây là kiếm kiếm bạn nào chơi không? Cái bà kia bà theo kìa, hỏi bà, cái giới bà ăn. Bà theo từ đầu tới tên kia kìa.